Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh hợp tác liên kết vùng. Doanh nghiệp nỗ lực duy trì sản xuất khi F0 tăng cao. Số vàng dự trữ trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga bị đóng băng. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống hôm nay của truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, tại tỉnh Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Quảng Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị hợp tác phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị giữa ba địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025. Tin của Trường Giang Linh Giang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Theo đó, sẽ tiếp tục hợp tác toàn diện hơn nữa, chặt chẽ hiệu quả hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực để tạo ra chuỗi các đô thị lớn, hạ tầng giao thông thông suốt và đặc biệt là hợp tác đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử Côn Sơn Kết Bạc trình UNESCO công nhận di sản thế giới. Ba tỉnh thành cũng tiếp tục tăng cường liên kết ngành công thương, phối hợp thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các khu cụm công nghiệp và liên kết thu hút phát triển công nghiệp, hợp tác xúc tiến thương mại để quảng bá và tiêu thụ các sản phẩm địa phương, tiếp tục khai thác phát triển các tuyến du lịch liên tỉnh, hợp tác thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số. Ngày 13 tháng 3, Bộ Giao thông Vận tải đã bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng đợt 1 dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 cho các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Mục tiêu tới cuối năm nay, các địa phương phải bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án. Theo đó, đợt bàn giao lộ giới giải phóng mặt bằng đợt này để phục vụ triển khai 5 trong tổng số 12 đoạn cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 sẽ khởi công cuối năm nay, gồm các đoạn Bãi Vọt, Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Các đoạn cao tốc này đi qua 3 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các địa phương triển khai ngay các công việc liên quan để giải phóng mặt bằng khẩn trương, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để thi công các dự án đúng tiến độ chính phủ giao. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý các dự án, thu nguồn vốn đầu tư công tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện có nhiều thiếu sót. Cụ thể, thanh tra việc thực hiện hai dự án đầu tư công năm 2019 là dự án sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9, đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn và dự án xây dựng mở rộng cơ sở 1 trường trung cấp kinh tế kỹ thuật ở quận 12. Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kết luận dự án sửa chữa và nâng cấp đường tỉnh lộ 9 chưa đảm bảo tiến độ. Sự chậm trễ này là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài, các hạng mục di rời cũng bị chậm trễ. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi tới bệnh viện công lập và ngoài công lập về việc gia tăng thêm giường bệnh để sẵn sàng thu dung điều trị trẻ em mắc COVID-19. Để chủ động ứng phó, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện gồm Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên tối thiểu 300 giường. Cùng với đó, các bệnh viện nhi tại thành phố sẵn sàng thu dung điều trị các trường hợp trẻ mắc COVID-19 mức độ trung bình và mức độ nhẹ đối với các trẻ không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Rà soát chủ động chuẩn bị cơ số giường nội trú ở khu vực điều trị COVID-19 tối thiểu 30-50% tổng số giường dành để điều trị cho trẻ em mắc COVID-19 tại bệnh viện. Trước tình hình F0 tăng nhanh, hàng loạt địa phương trên cả nước phải điều chỉnh lịch đến trường của học sinh các cấp phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn để phòng chống dịch COVID-19. Tại tỉnh Cà Mau, hiện tỷ lệ giáo viên và học sinh tại Cà Mau mắc COVID-19 chiếm hơn 26% số ca mắc mới trong ngày. Trong đó có khoảng 50% số học sinh mắc COVID-19 dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Do đó, Sở Y tế của tỉnh này đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét lựa chọn phương án dạy học trực tuyến thay cho trực tiếp như hiện nay. Một mặt tăng cường kiểm soát tốc độ lây nhiễm COVID-19 trong trường học, mặt khác chú trọng bảo vệ an toàn phòng chống dịch cho học sinh cấp tiểu học và mầm non. Tại tỉnh Lai Châu có 73 trường học tạm dừng việc dạy học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến hoặc hình thức khác khi số ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu, các trường học trên địa bàn tỉnh ghi nhận 467 F0, trong đó có 84 ca là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 383 ca là học sinh. Số ca nhiễm COVID-19 từ đầu năm đến nay có tổng số 3.711 F0,
trong đó có 658 ca là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 3.053 ca là học sinh. Theo công văn mới nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 nghỉ học trực tiếp tại trường, chuyển sang học trực tuyến đối với học sinh tiểu học và lớp 6. Từ ngày 12 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn, dạy và học trực tuyến hiệu quả phù hợp với điều kiện tình hình thực tế. Từ sau Tết Nguyên đán 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn rơi vào tình trạng thiếu lao động trầm trọng khi công nhân, người lao động nhiễm bệnh. Để không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, đảm bảo đơn hàng đã ký kết đúng tiến độ, các doanh nghiệp đã nỗ lực triển khai nhiều phương án linh hoạt, áp dụng các giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất trước nguy cơ thiếu hụt lao động. Để không bị đứt gãy chuỗi sản xuất, doanh nghiệp này đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch, chăm sóc công nhân, bố trí lại sản xuất, cho ngừng hẳn một chuyển may để lấy công nhân làm công đoạn phụ hoặc giáp vào 16 chuyển còn lại khi có F0. Dự báo những khu nào có khả năng bị lây nhiễm để chúng tôi bố trí và sắp xếp sản xuất. Thì trước mắt là hai cái nhà máy của chúng tôi đưa ra một số người để mỗi một nhà máy là cấp cho một chuyển để sẵn sàng cái số người đó là sẵn sàng làm công đoạn phụ hoặc là sẵn sàng ráp vào trong các cái chuyển sản xuất khi có bị F0 đột xuất. Cấp rút tuyển mới người, đào tạo lại công nhân, cơ cấu lại sản xuất, luân chuyển người từ tổ này sang tổ khác là những giải pháp được doanh nghiệp áp dụng khi ca mắc COVID-19 là công nhân tăng cao. Đồng thời đề xuất cho F0, F1 không có nguy cơ cao được đi làm, được xem là giải pháp để ứng phó với tình trạng thiếu hụt lao động. Là bảo đảm được cái đơn hàng cho doanh nghiệp. Thứ hai là giữ uy tín với khách hàng. Cái quan trọng là lo được công ăn việc làm cho người lao động, nhưng mà phải bảo đảm cho người bị F0 và F1 những chỗ làm việc làm phù hợp. Để chuẩn bị cho việc đón F0, F1 đi làm trong thời gian tới, các doanh nghiệp cũng đã chủ động kế hoạch như phân luồng sản xuất, chia dây chuyền, giữ khoảng cách, đảm bảo sức khỏe cho công nhân mới đi làm và các công nhân còn lại. Việc phát huy vai trò của các trạm tổ COVID tại nhà máy cũng góp phần hỗ trợ kịp thời nếu công nhân cần đến sự can thiệp y tế. Cái việc F0 và F1 được giám sát, được thực hiện 5K, tiếp tục làm việc, đây là một giải pháp tình thế rất cần thiết. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta chủ quan, bởi vì qua cái cách quản lý những đối tượng đó thì chúng ta phải có kỹ lưỡng hơn, có cái khoảng cách giữa người và người trong sản xuất tốt hơn và có sự giám sát theo dõi kỹ hơn. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cần sớm áp dụng công nghệ cao để giảm áp lực cho công nhân trong sản xuất mới là giải pháp căn cơ lâu dài để doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào lao động thủ công như hiện nay. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định mới về hoạt động, quản lý và các mức chi của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cho người lao động với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đó, trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động hoặc tai nạn rủi ro, ốm đau bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc sẽ được hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng một trường hợp. Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì doanh nghiệp, chủ sở hữu lao động bị giải thể, thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc lý do bất khả kháng khác sẽ được hỗ trợ từ 7 đến 20 triệu đồng. Số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy trong tuần qua, giá lúa gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã đồng loạt tăng sau một tuần chững lại trước đó. Hiện giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.625 đồng 1 kg, giá bình quân là 5.507 đồng 1 kg, tăng 79 đồng trên 1 kg. Giá lúa thường tại kho trung bình là 6.520 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Giá các mặt hàng gạo cũng tăng tốt khi đạt mức tăng xấp xỉ từ 20 đến 70 đồng 1 kg. Các doanh nghiệp nhận định thị trường xuất khẩu gạo trong năm nay sẽ thuận lợi hơn so với năm ngoái bởi nhiều thị trường đang hồi phục sau đại dịch COVID-19. Nhiều chuỗi cung ứng từng bị đứt gãy do đại dịch cũng đang được kết nối lại, giúp cho sức mua bán tăng lên. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý.
Do ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt, khoảng 300 tỷ đô la Mỹ vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng. Thông tin từ phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga. Bộ Tài chính Nga cho biết, Nga có tổng lượng dự trữ ngoại hối khoảng 640 tỷ đô la Mỹ, trong đó 300 tỷ đô la Mỹ dự trữ vàng hiện đang ở trong tình trạng không thể sử dụng do các lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Nga cho biết, các nước phương Tây hiện đang gây áp lực lên Trung Quốc để hạn chế thương mại với Nga, cũng như gây áp lực nhằm hạn chế quyền tiếp cận những nguồn dự trữ của Nga bằng đồng nhân dân tệ. Bộ Tài chính Nga nhấn mạnh rằng đối với các nước không thân thiện đã đưa ra những hạn chế đối với việc sử dụng vàng và dự trữ ngoại hối của Nga. Các khoản nợ của các nước này, Nga sẽ trả nợ bằng đồng rúp. Cơ quan lâm nghiệp Hàn Quốc ngày hôm qua thông báo đã dập thành công đám cháy lớn nhất trong những đám cháy rừng ở khu vực ven biển phía đông sau hơn 213 giờ kể từ khi ngọn lửa bùng phát vào 8 ngày trước. Ngọn lửa được cho là bắt đầu thị trấn ven biển phía đông thành phố Ungin vào hôm 4 tháng 3, cách thủ đô Seoul khoảng 330 km về phía đông nam và đã trở thành vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất cả nước khi nó lan sang các khu vực lân cận ở tỉnh Gangwon. Theo báo cáo, lực lượng Hàn Quốc đã phải mất đến 213 giờ 43 phút để dập tắt ngọn lửa chính, thời gian dài nhất để dập tắt lửa kể từ năm 1986. Đến nay không có báo cáo về thương vong do đám cháy, nhưng 643 cơ sở, bao gồm 319 ngôi nhà, đã bị thiệt hại do cháy rừng ở khu vực Unjin và Samcheok. Ước tính có khoảng 20.923 ha rừng đã bị cháy xém, trong đó thành phố Unjin bị thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 18.400 ha. Thế vận hội Paralympic mùa đông Bắc Kinh 2022 ngày hôm qua đã khép lại với lễ bế mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Lễ bế mạc mang thông điệp về tình yêu trong bối cảnh tình hình chính trị trên toàn thế giới đang hỗn loạn. Các vận động viên của Nga và Belarus đã bị Ủy ban Paralympic quốc tế cấm thi đấu ngay trước thềm Thế vận hội diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang. Tuy nhiên, bất chấp những rối ren tại quê nhà, đoàn thể thao Ukraine đã tỏa sáng và giành vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng số 29 huy chương, trong đó có 11 huy chương vàng. Chủ nhà Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với 18 huy chương vàng trên tổng số 61 huy chương, đứng thứ 3 là Canada với 8 huy chương vàng. Phát biểu bế mạc sự kiện, Chủ tịch Ủy ban Paralympic quốc tế hy vọng sự kiện này sẽ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thế giới đoàn kết vì một tương lai chung cho toàn cầu. Chuyển sang các thông tin về thời tiết, ngày hôm nay khu vực miền Bắc nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ, có nơi lên đến 27 độ C và thấp nhất chỉ từ 19 đến 20 độ C. Một số khu vực có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời se lạnh. Trong khi đó, từ Nam Trung Bộ tới Nam Bộ trời nắng nóng, thời tiết ổn định, riêng Nam Bộ có nơi nhiệt độ lên tới trên 35 độ C. Và sau đây là những thông tin thời tiết chi tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 14 tháng 3 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều chuyển nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam trưa chiều chuyển nắng, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ.